Em Lưu ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày thứ 6 ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những đầu xe đang được chào bán bên em. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận phía dưới bài livestream của em nhé. Còn cho em gửi lời chúc sức khỏe tới bác Trương Hữu Quỳnh, bác Trần Luyện và bác Chi Minh nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương ạ. Hôm nay em Hương về thêm rất là nhiều xe, đặc biệt là Fortuner. Sau bao nhiêu ngày cháy hàng thì hôm nay em Hương đã về thêm được Fortuner rồi ạ. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động hơn 400 triệu thôi. Lại về thêm được một chiếc xe Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport CRV. Nếu như hôm nay bác nào mà quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có rất là nhiều này. Về thêm cả Chevrolet Cruze Tucson máy xăng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Có xe mà 16 chỗ không em? Em có 2 chiếc Innova cộng vào là 16 chỗ anh Hoàng Long nhá. Em có 2 chiếc Innova 8 chỗ ngồi. Anh mua 2 chiếc về là có thể là 16 chỗ anh nhá. Chào bác Lê Trung Hiếu này. 5 chỗ ngồi cầm cao em có Kia Sportage này. Có EcoSport này. Về thêm cả Tucson. Và về thêm đặc biệt là về thêm một chiếc xe Fortuner. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đẹp thì em Hương lại về rồi. Sau lửa lăm vắng bóng thì hôm nay Fortuner đã về rồi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Rất là nhiều xe đẹp luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận cho em nhé. Số điện thoại em ghim rồi, cho em xin 1 phút nữa thôi thì em sẽ đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Chia sẻ giúp em đi các bác nhé. Chào bác Xuân Cường này, chia sẻ mạnh mẽ cho em lên đi ạ. Chào bác Gia Hân. Chào 10 khách hàng đang xem buổi báo giá của em Hương ạ. Về thêm rất là nhiều đầu xe luôn. Từ Tucson máy xăng cho đến Fortuner. Innova một chủ từ mới gia đình, keo chỉ zin, máy số zin. Không taxi, không dịch vụ, chỉ có hơn 200 triệu thôi. Lại còn là bản e xịn nhá. Y20, Y30 em đều có, Mazda em cũng có luôn. Xin phép khách hàng nhà mình này, chào bác Boy Nam Vũ Văn này. Chia sẻ cho em đi ạ, gần 20 khách hàng rồi. Nó bị lóa, nó lắng quá, nó bị lóa đây này. Đấy, nó bị lóa quá, lắng quá các bác ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại ở phía dưới bài bình luận của em Hương nhá. Dưới bài live stream của em Hương. Còn bây giờ thì em xin phép được mặc cái áo lắng này, đội lón vào và quay sang cam sau này. Cảm ơn bác Nguyễn Đình Phúc này, em xin phép quay sang cam sau. Nó quáng quá, nó lắng quá, nó cứ bị chói thôi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại tên, điện thoại và số máu số ở phía dưới bài live stream của em Hương các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em Hương đi ạ. Xin chào em Lê Hương, xinh gái của anh mua cho em, đi thích lắm. Em cảm ơn anh Nguyễn Đình Phúc này, cảm ơn anh rất là nhiều. Cái lón thần thánh của em đội vào thật đôi nắng. Vâng anh ạ. Cái lón thần thánh của em đi uống nước tận ở trên phố mà đến lúc em quên mà người ta vẫn còn gửi về tận nhà cho em tận salon. Cái lón thần thánh của em quên mà các bác còn gửi tận về salon serum của em Hương luôn. Lón thần thánh. Các bác bảo ở Hải Dương này chân dài đội lón chỉ có mỗi mình em bán ô tô thôi. Chỉ có mình em đội lón bán ô tô mà chân dài thôi nên các bác. Dù em có quên các bác đấy còn gửi về tận serum của em Hương luôn. Chào bác Giang Vũ này, cảm ơn anh Đình Phúc rất là nhiều. Những cái feedback, những cái phản hồi của anh. Xe thì mua đâu cũng được đúng không ạ? Tiền trong túi mình xe mua đâu cũng được. Nhưng đã để khách hàng có thể cho em những cái lời động viên như vậy, em rất là cảm ơn ạ. Kia Rio em có nha anh Giang Vũ nhá. Kia Rio số sàn 2015 nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp. Em có nhưng đợi em một chút ạ. Cho em xin phép được ra bên ngoài ngày hôm nay. Vì bên ngoài ngày hôm nay nhà em cũng về thêm rất là nhiều xe này.
em sẽ lên sóng trước một chiếc xe mới về. Hôm qua khách hàng để ý thì em chưa hề có Mazda 6 đâu. Hôm nay em về thêm một chiếc Mazda 6 với lớp sơn màu đen đẹp đây ạ. Một chiếc Mazda 6 em mới cập nhật về đây các bác này. Máy số zin, ghế da zin luôn. Em Mazda 6 này chỉ có 178 triệu thôi. Mazda 6 nhưng mà 178 triệu. Được sản xuất vào năm 2004. Em này số sàn 5 chỗ ngồi đây. Mazda 6 178 triệu, biển 37, nước sơn màu đen đẹp. Chào bác Sơn Đài Bùi nhá, lâu lắm mới thấy bác xem buổi báo giá của em Lê Hương này. Bên đây em cũng về thêm được một chiếc Lacetti SE đây ạ. Lacetti SE được sản xuất vào năm 2009 này, giá chào bán 218 triệu cho chiếc xe Lacetti SE của em Hương. Cam 360, máy số cực ngon, lên màn hình Android cỡ lớn. Túi khí an toàn đầy đủ rồi. Lacetti SE số sàn em Hương đang bán là 218 triệu thôi ạ. 218 triệu bớt luôn trên livestream cái lẻ đi. Còn 210 triệu đồng, mặc dù xe chỉ có hơn 200 triệu một xíu xíu thôi. Cam 360 ạ. Bán tải thì em có bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động, đăng ký cuối tháng 12/2017 bác nhé. Máy dầu số tự động nhé, nước sơn màu đỏ đẹp, zin đẹp toàn xe luôn. Cam kết không đâm xô, không ngập nước và một chủ từ mới ạ. Một chủ từ mới, đợi một chút nữa thì em sẽ quay nhé. Chào anh Quản Đồng này, chào bác Gia Hân này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Một chiếc xe Grand i10 em mới về thêm đây. Mới về thêm chiếc xe Grand i10 của em Hương. Em này thì là, em này là số sàn đời 2017. Em Hương đang bán là 268 triệu cho chiếc xe Grand i10 của em Hương. Grand i10 đầy đủ cho em cam hành trình, cam lùi, đề lỗ thông minh và màn hình giải trí nhá. Nước sơn màu đỏ đẹp. Còn bác nào đang quan tâm về i10 nữa thì em có i10 màu đỏ mới cập nhật trong ngày hôm nay đây. Vừa mới về đây, còn chưa lên được giá cơ các bác ạ. Chưa lên được giá vì vừa mới về cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Còn nếu như vài chục triệu mà các bác vẫn muốn đi xe điều hòa mát lạnh máy số ngon thì em có một chiếc xe Spark ạ. Một chiếc Spark biển D, đăng ký 2 chỗ ngồi, giá chỉ có 75 triệu thôi. 85 triệu để luôn trên livestream các bác, một cái chiếc xe cực yêu luôn, 75 triệu. Các bác có vợ làm shop quần áo hay là chở đồ, chở hàng điều hòa máy lạnh thì các bác mua chiếc xe 2 chỗ ngồi này quá là ok nhé. Chào anh Cường Móm này luôn. Anh Cường Móm ơi, chia sẻ livestream cho em nhé. Ngày nào em cũng like đây anh ạ. 85 triệu còn 75 triệu. Vì sao em cắt nhiều như vậy? Là vì cho nó hết đi. Em này về cũng khá lâu rồi mà máy số thì ngon như vậy, mà các bác cứ lăn tăn về giá thì em cắt luôn giá đi. Chất lượng thì em đảm bảo cho mình rồi. Còn nếu như lăn tăn về giá, cắt luôn để các bác có xe đi lại nhá. Mùa hè này cho con đi chơi cho đỡ nắng này, điều hòa mát lạnh. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Số hotline em ghim rồi, 0354602790. Xe room bên em Hương trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần bấm vào Google chỉ đường trường Đại học Hải Dương thì xe room em Hương nằm ngay bên cạnh các bác nhé. Rất là dễ đi thôi. Chào bác Lê Xanh, cảm ơn bác Cường. Nhiều xe đẹp quá này. Nếu như tham khảo về tài chính trên 500 thì em còn có một chiếc xe bán tải Nissan Navara. Nissan Navara với lớp sơn màu trắng đẹp, form dáng rất là xinh luôn. Lên thùng thấp luôn rồi. Biển là biển Hà Nội nhé. Nissan Navara đời 2017, số tự động 1 cầu. Em Hương đang bán là 535 triệu cho chiếc bán tải Nissan Navara của em Hương đây ạ. Khóa cửa rồi. Số tự động đẹp, máy số zin, đầy đủ cho em option đồ chơi rồi nhá. Xin nhan trên gương cực đẹp luôn. 535 triệu bao rút hồ sơ lọc lá thêm tại bãi cho mình. Khách bán xe ấy. Các bác này, khách đến bán một chiếc xe Chevrolet Cruze biển 34. Nếu như một chút nữa nhà em mà làm việc về giá và chất lượng xong thì em sẽ, bác nào mà cần chiếc Chevrolet Cruze màu trắng thì em sẽ liên hệ cho mình nhé. Một bác chủ là muốn lên đời rồi. Thôi dừng lại. Anh xem xe đi, được giá được chất là quất luôn. Bác nào mà cần Chevrolet Cruze biển 34, biển 34 Hải Dương thì alo em Hương đi ạ. Một bác chủ đã muốn lên đời rồi. Muốn lên đời rồi ạ. Có bớt một tí không em? Anh ơi, bớt luôn cả hai tí luôn chứ anh. Bớt nhiều tí luôn. Anh này,
khách đến mua xe tại bãi, khách đến tận nơi bán xe. Thì các bác đủ thấy rằng bên em nó uy tín như nào đúng không ạ? Thu mua giá xe với mức độ cao nhất và bán với cái giá thị trường cạnh tranh nhất. Nói chung là em sẽ cân đối làm sao để hai bên mua và bán sẽ không bị thiệt quá là nhiều đúng không ạ? Một chiếc Chevrolet Cruze màu trắng đẹp, nếu như mà làm việc xong em sẽ báo giá cho mình. Giả thợ nhà em các bác nhìn này, một dàn quân nhà em các bác nhìn này. Anh em nhà em đây ạ, các bác nhìn này. Một chiếc xe không chỉ là một người thẩm định đâu ạ, phải qua được 10 cặp mắt thẩm định của bên thợ nhà em thì mới được vào bên showroom em Lê Hương ô tô Hải Dương nhá các bác nhá. Lê các bác cứ yên tâm về chất lượng thôi. Bác nào vừa hỏi em về chiếc xe Kia Rio của em Hương thì em có này. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015 số sàn. Em Hương đang bán là bao nhiêu tiền nhỉ? Anh Lê Xanh ơi, anh đang quan tâm mẫu xe nào thì anh bình luận để em biết đường em bớt giá cho anh để anh có xe đi lại anh ơi. Bớt cực nhiều cho anh luôn chứ. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp này, nhập Hàn nhá, máy số zin, sơn zin. Ghế da thì là em bác chủ cũ thì hơi hút thuốc một tí nên là hơi châm một số chỗ nó hơi bị xấu. Nên là em Hương thay ghế da mới cho đẹp nhá. Còn máy số zin, sơn zin đến hơn 90%. Một dàn lốp mới đẹp và dày dặn lên màn hình bé bé rồi. Đầu DVD, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Kia Rio đời 2015, 325 triệu. Anh nào muốn bớt trên livestream thì em bớt luôn cho mình 10 triệu đồng. Mua xe đẹp về vẫn được tặng thêm 10 triệu đồng. Là một cuộc liên hoan nho nhỏ là mới cưới được cô vợ hai đi các bác. Mới cưới được cô vợ hai em Hương tặng cho mình 10 triệu đồng nhá. Kia Rio 2015 nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp các bác nhìn này. Để vượt qua được thử thách 10 cặp mắt của các bác thợ nhà em thì mới được vào đặt chân vào xe đua BMW Lê Hương ô tô Hải Dương các bác nhá. Mổ xẻ phanh phui hết ra xem như thế nào thì mới được về bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Không phải là một bác đâu ạ, mà phải là 10 bác thợ bên em. Một chút nữa nếu như làm việc thành công về giá và chất lượng thì em sẽ lên sóng cờ đuôi cho mình. Chào anh Lê Ngô Hùng, chào anh Huân ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Anh Hùng ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Anh Lê Xanh ơi, anh Lê Xanh và em Lê Hương cùng họ rồi. Anh quan tâm mẫu xe nào và muốn bớt bao nhiêu thì cứ bình luận trên đây cho em. Hoặc nếu như mà anh hơi ngại một chút thì nhắn tin riêng cho em. Inbox vùng riêng tư cho em đi ạ. Inbox vùng riêng tư cho em để em làm việc cùng với mình nhá. Hôm trước thì em về một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage, nước sơn màu nâu đẹp. Xe đẹp đến nỗi mà không trụ nổi 24 giờ. Chiều ngày hôm trước về để trưa ngày hôm sau bán. Thì hôm nay em Hương lại về thêm được một chiếc xe Kia Sportage. Nhưng điều đặc biệt em này là bản Limited. Bản Limited tức là bản giới hạn nhá. Một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội 4 số tư nhân một chủ. Kia Morning đợi em một chút anh Ngô Hùng nhá. Một chiếc xe Kia Sportage bản Limited, bản giới hạn cho em đây ạ. Nội thất bên trong ghế da zin, máy số zin, sấy sợi kính, sấy sợi ghế, cửa sổ toàn cảnh full HD không che một tí nào luôn. Màn hình rồi, đầu DVD, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Kia Sportage SUV 5 chỗ ngồi gầm cao xin nhan trên gương đây ạ. Anh nhìn họ em với 466 triệu thôi. 466 triệu đời 2010 nhập khẩu nhá. Bản Limited ạ. Bản này là bản phiên hạn, phiên bản giới hạn đấy. Anh Khánh Ninh ơi, anh Đức anh Ngô Hùng ơi, chia sẻ cho em đây thôi nào. Về thêm rất là nhiều xe luôn. Kia Sportage ạ, bản Limited tức là bản phiên bản giới hạn đây ạ. Biển 30 Hà Nội, 4 số một chủ từ mới. Lên cho em này, đèn bis salon, đèn pha cốt các bác nhìn này. Đèn gầm rất là đẹp, cửa sổ toàn cảnh panorama luôn. Và đây ạ, đăng ký đăng kiểm đây, tháng 2 2023. 466 triệu cho chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao lên em Hương. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho em ngày hôm nay đi ạ. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Còn Kia Morning em có anh Hùng ơi. Lước sơn màu trắng đẹp này, biển số 99 này, đuôi tam hoa 3 con 9 luôn. Kia Morning được sản xuất vào năm 2021. Số sàn, động cơ trang bị là 1.25. Lước sơn màu trắng đẹp, xe đẹp như ăn từ hãng ra. Vì sao em Hương nói như vậy? Vì bên trong xe đầy đủ cho em là máy số zin, ghế da đẹp, ghế da hai màu nhá, đóng cửa em không mở nó xuất bên trong được. Bên trong xe còn rất là nhiều những cái chi tiết mà nguyên bản của nhà sản xuất là chưa hề bóc ly lông các bác ạ. Chưa hề bóc ly lông. 297 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương nhá. Kia Morning 2021 siêu lướt, biển số tam hoa 3 con 9, 297 triệu.
trong buổi trưa ngày hôm nay vừa nắng vừa gió này bớt luôn 7 triệu đồng, còn 290 triệu bao rút hồ sơ. Chào anh Phùng Công, chào anh Nguyễn Thành Lương, chào bác Văn Khương. Anh Văn Khương ơi, chia sẻ cho em Lê Hương chân dài đi ạ. Một chiếc xe Spark được sản xuất vào năm 2009, màu xanh cốm, giá 85 triệu. Em xanh cốm này là 5 chỗ ngồi 85 triệu. Em xanh lá kia 2 chỗ ngồi 75 triệu. Lên đơn cho em luôn đi ạ. Chốt đơn luôn đi. Chào bác Kim Gia Lợi này. Còn nếu như mà modeling thấp hơn một chút nữa là em kia đời cao thì là 297. Còn em này đời 2016. Em kia đời 2021, em này thì kém nhiều hơn 5 tuổi. 2016, bản này là bản lắp ráp trong nước, em đang bán là bao nhiêu? 215 triệu. Mạnh dạn trả con Spark xanh cốm 83 triệu lộc lão. Chốt đơn luôn cho anh. Kể cả nếu như khách lạ là 83 triệu rồi, nhưng riêng khách của là anh Văn Khương 80 triệu bao rút hồ sơ. Đến nhà em Hương uống rượu. Rượu nhà em Hương thì rất là nhiều. Các bác từ Thanh Hóa ra em còn tặng mỗi bác 60 lít rượu mang về. 60 lít rượu mang về các bác ạ. Các bác từ Sơn La mang mận xuống cho em Hương, không cần biết đã mua xe hay không, đã mua cho em 50 cân mận rồi. Thanh Hóa các bác ra thì mua cho em 100 lem chua. Nên là các bác đến nhà Hải Dương nhà em bánh đậu xanh và rượu ngon là em sẽ tặng cho mình luôn. Phun tiền lộc lá luôn cho các bác nhé. Chào anh Minh Đạt, chào anh Trọng Duy nào. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Chào bác Hồng Hà nhé. Kia Morning nước sơn màu trắng đẹp đời 2016, em Hương đang bán là 215 triệu. Kia Morning là em Hương phun bảng màu luôn. Phong thủy các bác mệnh gì, tuổi hợp màu gì, em Hương cung cấp đầy đủ màu cho mình. Và quan trọng hơn hết là máy số phải là đảm bảo nhất nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX này. CDX được sản xuất vào năm 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Em Hương đang bán là 255 triệu, nước sơn là màu đen đẹp. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho ngày hôm nay của em Hương đi ạ. 50 khách hàng của em Hương rồi. CDX biển 99 này. Hàng xóm láng giềng nhà em Hương rồi. Biển 99, 255 triệu, còn 245 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Bớt cực sâu trên live stream. Em chỉ bớt tơi trên live stream thôi. Cứ trên live stream bác nào chốt là rất là ưu ái luôn. Đến xem xe, cọc tiền cho em. Nếu như ở xa, em giữ xe cho mình. Đến xem xe không như em Hương cam kết, hoàn tiền 100%. Mời các bác đi ăn cơm nhà em luôn. Uống rượu với nhà em luôn nếu như mà không như em cam kết này. Lên màn hình Android rồi. 455 triệu ghế da hai màu, số tự động, cửa lóc đề lỗ thông minh, túi khí an toàn, cửa lóc đẹp như thế này. Còn 245 triệu thôi. Có Santa Fe. Santa Fe em tạm hết anh ơi. Em mới về thêm được một em Fortuner thôi và một em Kia Sportage phiên bản limited này thôi. Santa Fe cháy hàng rồi anh ạ. Santa Fe cháy hàng rồi. Chào anh Minh Đạt nhá. Nếu như 5 chỗ ngồi gầm cao, Santa Fe em tạm hết ạ, em chỉ có Fortuner thôi. Em chỉ có Fortuner thôi anh Hoàng Tâm ơi. Hoặc nếu như mà anh là thanh niên mà em thấy anh mặc áo như này thanh niên rồi. Thanh niên thì đi 5 chỗ ngồi gầm cao SUV của em Hương đây này. Màu đen đẹp, bản limited, phiên hạn giới hạn đây. Biển thủ đô Hà Nội 4 số, 466 triệu, đời 2010, bản nhập khẩu limited đây. Cửa sổ toàn cảnh full HD không che một tí nào luôn. Xi nhan trên gương đèn bi la răng đẹp như thế này cơ mà. Phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh. Xi nhan trên gương, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế nhá. Đầy đủ cho em. Chào anh Lê Văn Thắng, chào anh Dũng Hoa, chào anh Hồ Ca, chào anh Thái Tô. Có xe là 100k không Adit? Em có xe 100 triệu không? 100 triệu thì em có Spark màu xanh cốm 85 triệu, còn 80 triệu cho anh Thắng này. 85 triệu có Spark này, 75 triệu có Spark này. Còn nếu như mà 100 triệu nữa em còn có một chiếc xe Gentra 120 triệu thôi. Chào anh Quang Huy, chào anh Bùi Tấn, chào bác Hảo Mì Tôm. Chắc là bác tóc xoăn rồi nên là tên là Hảo Mì Tôm. Chào bác Bùi Tấn này. Em này chỉ có bao nhiêu? 75 triệu, 85 triệu còn 75 triệu. Phục vụ quý bà con nhà mình đi đỡ lắng mưa này. Đi vào bên đây một em biển 99, hàng xóm nhà em Hương đây. Hàng xóm với 34 là 99 thì đây. Sơ Bắc đăng ký 2 chỗ ngồi cũng chỉ có 85 triệu, còn 80 triệu. Anh Quang Huy quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Chia sẻ lên cho em đi ạ. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em sẽ để cho mình giá ok nhất nhé.
Chào bác Trần Thị Huệ là chị Huệ ơi, chia sẻ cho em Hương đi nào. Bác Hảo mì tôm, tên rất là hay nữa. Accent đây ạ, Accent biển 34 bánh đậu xanh hôm nay mà đạt mốc 100 khách hàng xem livestream trực tiếp. Lấy em cái ô, lóng máy rồi. Em xin phép phải lấy ô. Người không cần phải che, người đội lón thôi, nhưng điện thoại phải che ô, không là lắng quá là sập luôn. Một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc, máy số zin, sơn zin, nội thất bên trong đẹp căng luôn. Một đời 2012, số sàn, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán 295 triệu cho chiếc xe Accent màu đen. Nếu như bác nào quan tâm về Accent thì em Hương có full bảng màu. 2015 số tự động màu trắng, 2018 số tự động màu đỏ, 2012 số sàn màu đen. Thì trước mắt khách hàng là một chiếc Accent màu đen số sàn đây ạ, 295 triệu ạ. Chúc em gái một buổi trưa nhiều năng lượng. Anh ơi, nhiều vừa có năng lượng vừa có ngân lượng anh nhá. Năng lượng là sẽ tạo ra ngân lượng. Và em Hương đang đứng ở một chỗ sản sinh ra cả năng lượng nữa luôn. Phát được ra điện luôn đây này, nắng quá anh ạ. Một chiếc xe Telecan nữa đây. Em này của bác ở bên Dubai, Ấn Độ bán cho em Hương rồi. Xe form dáng rất là đẹp mà giá chỉ có 126 triệu thôi. Y10 màu đỏ vừa mới về. Anh Hùng ơi, đợi em một chút nào. Em xin phép các bác uống miếng nước không thổi mặt máy. Y10 màu đỏ em Hương vừa mới về. Anh Hùng ơi, để lại số điện thoại cho em. Tin tưởng em Hương, chốt cọc 5 triệu chiếc xe này chưa hề lên sóng. Về vai anh luôn. Giá cả anh không cần phải lo. Toàn nhìn bên ngoài thợ nhà em, 15 bác thợ đi xem xe thì không bao giờ bắt xe xấu, xe lỗi. Anh cứ yên tâm này. Y10 đời và giá em chưa biết. Vừa mới về. Nhưng mà máy số em cam kết luôn. Để lại số điện thoại cho em anh Ngô Hùng nhá. Chào bác Hoàng Mô Tô. Bác lên ô tô đi bác. Bác Hoàng Mô Tô lên ô tô đi bác ơi. Chào bác Đinh Hiếu Phương Nguyễn này. Ôi dồi ôi, 126 triệu số tự động đẹp cho chiếc xe Hyundai Telecan của em Hương. Chào bác Ngọc Lệ này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Bản này full đồ, 128 triệu, biển 37, nước sơn màu bạc. Bên ngoài màu bạc, bên trong nội thất là đen và đỏ kết hợp cùng với nhau, rất xịn xoa. Chiếc xe này thì em Hương đã chốt cọc 50 triệu về làm dâu Bắc Giang rồi, em Hương bỏ qua. Chào bác Trần Thêm, chào bác Bình Phượng. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Y10. Y10 được sản xuất vào năm 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.25. Vì sao bên em Hương nhập nhiều Y10? Vì xăng nó đắt. Nói lét luôn là xăng nó đắt nên các bác chỉ thích Y10 thôi. Y10 số tự động, máy số zin, 365 triệu. Đời 2017, bản nhập Ấn Độ cho em nhé. Các bác đừng nghĩ rằng đời 2017 sẽ là trong nước nhé. Vẫn có bản nhập các bác ạ. Em này của em Hương là bản nhập đây. Bản nhập Ấn Độ cho chiếc xe Y10, máy số zin, số tự động của em Hương, 365 triệu, biển 88, Vĩnh Phúc. Bác nào mà ở Vĩnh Phúc thì là mua về luôn. Không cần sang tên, giữ nguyên biển, đỡ tốn tiền. Lên La Răng Hoa Mai mới rồi, xin nhan trên gương. Chào bác Xây Dựng Dân Dụng, chào bác Đông Nguyễn, chào bác Hồ Viết Thắng, chào bác Trần Thêm, chào bác Văn Mạnh. Rất là nhiều khách hàng, bác Sáu Long. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Quá là trời, là nhiều xe đẹp luôn. Sau lửa lâm vắng bóng Fortuner, một dòng xe đến từ thương hiệu Toyota. Các bác hỏi Fortuner của em Hương rất nhiều. Thì hôm nay đây, em đã về thêm được Fortuner rồi các bác ơi. Fortuner máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, 2 cầu các bác nhé, 410 triệu đồng. Đời 2011. Đời 2011, khóa cầu V-size đầy đủ cho em, điều hòa auto, tắt bật cảm biến này. Đây là 2 cầu các bác nhé. Đây này, khu vực cầu H, cầu L, cầu leo này. Các bác cũng muốn đi xe chế độ nào thì các bác cũng có thể đi được. 7 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng có Fortuner, đến từ thương hiệu Toyota đây. Lước sơn màu đen đẹp, ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa rồi. Fortuner của em Hương đây ạ. Đèn bi salon, đèn gầm có, biển 34, bánh đậu xanh. Chào anh Trung Trần, chào anh Trần Văn Lộc đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Văn Vinh. Fortuner máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, 410 triệu đồng. Cập bến chưa được 24 giờ. Liệu rằng sau buổi livestream này của em Hương có bay luôn như chiếc xe Vios của em Hương hôm qua không ạ? Vios về chiều hôm trước, trưa ngày hôm sau là bán.
Hôm nay Fortuner sau rất là nhiều thời gian vắng bóng thì em đã về thêm Fortuner rồi. Bác nào Hải Dương mà cân đối được tài chính thì alo em Hương đi ạ. Hải Dương cùng biển nó sẽ nhanh gọn hơn, nhất cự ly và nhì tốc độ. Bác nào quan tâm về Fortuner thì alo em Hương đi nhá, 0354602790. Còn ở đây bản sedan 2 đầu chỉ có hơn 200 triệu. Em Hương có Lacetti SE. Lacetti SE được sản xuất vào năm 2010, đăng ký 2011, biển 21. Form dáng bên ngoài em đảm bảo các bác đến nhìn phát là yêu luôn. Chưa cần biết là ngồi bên trong xe như thế nào, nhưng các bác nhìn phát là yêu luôn. Rồi đến lúc các bác chạy thử xe và cảm nhận về số máy là các bác sẽ chốt tiền cho em Hương luôn thôi. 220 triệu cho chiếc xe Lacetti SE, phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước này. Đời 2010 và đăng ký 2011, nhập khẩu 1.6 có Lacetti SE đi, 220 triệu. Fortuner 7 chỗ ngồi gầm cao 410 triệu đồng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em, anh Văn Tuấn ơi, rất là nhiều khách hàng mới xem livestream của Hương Hương ngày hôm nay. Thì các bác thích cho em một nút vào đây. Một chút nữa xuống like em sẽ có lời mời kết bạn với khách hàng nhà mình. Để hôm nào các bác mà quan tâm mẫu xe nào thì em Hương sẽ để cho mình giá yêu luôn. Nhìn phát yêu luôn, đúng rồi anh ạ. Nhiều khách hàng đến bảo là anh chỉ đến khảo xem xe thôi, nhưng nhìn thấy cô Hương bán hàng nhiệt tình, tư vấn hay quá, anh phải chốt xe. Chỉ cần đến với em Hương là các bác chốt xe luôn. Kể cả các bác có là nam hay là nữ, nhiều bác nữ vợ của khách hàng đi xem xe rất là hơi là khó tính một chút, vì muốn mua xe đẹp giá ok. Em Hương cam kết là dù là khách hàng có khó tính đến đâu, đến với em Hương em sẽ làm cho mình hài lòng nhất có thể nhá. Ở đây em Hương lại có thêm một chiếc xe Lacetti nữa đây, một chiếc xe CRX nữa đây. Em này là có ghế da múi này, số tự động đẹp này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Lacetti CRX đời 2010, bản là full nhá. Bản này full em đang bán là 255 triệu. Một dàn lốp mới đẹp dày dặn, phanh ABS la răng 5 chấu rồi. Biển 15 các bác Hải Phòng rồi. Chào bác Diễn Hoàng, chia sẻ lên cho em đi các bác. Chào anh Văn Tuấn này, chào anh Nguyễn Quyến này. Chia sẻ cho em Hương đi ạ. Đừng quên những lượt thích trang. Các bác vào đây cùng em nói chuyện cũng được. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận ở phía dưới cho em. Một chiếc Spark được sản xuất vào năm 2015, biển 26, nước sơn màu trắng đẹp. Chiếc Spark đời 2015 của em Hương là với giá 235 triệu. Em này là số tự động đẹp, nước sơn màu trắng đẹp và cũng là số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động em có Spark cho các bác nhà mình nhé. Màn hình giải trí này, ghế da các bác nhìn này rất là nét luôn. Số tự động mà chỉ có hơn 200 triệu thôi, đời 2015. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào, chào bác Thơm Lê. Bác Thơm Lê, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp đi ạ. Bác họ Lê, em cũng họ Lê, chắc chị em rồi. Chắc là chị em rồi. Ôi dồi ôi, không ra được. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Mẹc C250. Em này cũng là bản Blue cao cấp này. C250 đời 2009, động cơ trang bị 1.8 nhé. Em đang bán là 379 triệu, bản Blue cao cấp, xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh này các bác ơi, phanh ABS này, đèn bi salon. Em này là phân khúc hạng sang rồi, phân khúc hạng sang rồi. Vừa rồi bác nào có, em có mưa sao em? Em không có mưa nhưng mà điện thoại em bị nóng quá, em phải cầm ô, một tay cầm gậy, một tay cầm ô để che điện thoại không nóng quá, là điện thoại iPhone nó sẽ báo sập không cho like nữa. Một chiếc Gentra được sản xuất vào năm 2008, biển 36 này, nước sơn màu đen đẹp. Em Gentra bản sedan 2 đầu rồi, em Hương đang bán là 125 triệu. Chỉ với 125 triệu các bác có xe Gentra đi rồi. 125 triệu vẫn bao rút hồ sơ và lọc lá thêm cho mình. Chào bác Huỳnh Khải này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Innova với nước sơn màu bạc, biển 29, thủ đô Hà Nội này. Em Innova đời 2013 là em Hương đang bán nè, 340 triệu một chủ nhá. Một chủ 340 triệu. Đời 2013 bản e xịn, số sàn đây ạ. Innova màu bạc các bác nhá. Có Innova này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác. Rất là nhiều xe luôn. Mới đi được 1/2 quãng đường của bãi xe nhà em thôi. Vừa rồi lên đến gần 100 khách hàng rồi, mà sao các bác đi ăn cơm bật điều hòa đi ăn cơm à. Chia sẻ của em lên nào, em chào anh Thanh Nam này. Anh Thanh Nam mua được xe ưng ý chưa anh?
một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2012 số sàn. Em Hương đang bán là 258 triệu. Biển 34 bánh đậu xanh của em Hương đây. Lên đèn LED có giải đèn halogen. Có đèn gầm đầy đủ nhá. Chào bác Vũ Thị Vui. Chào bác Thanh Nam này, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đây ạ. Lên 100 khách hàng ngày hôm nay chia sẻ cho em. Em sẽ bớt 10 triệu trên một đầu xe, không cần biết là mua xe gì. Dù là xe cỏ em cũng bớt 10 triệu luôn. Nói rất là bốc luôn. Tơi luôn đúng không ạ? 258 triệu Chevrolet cờ đuôi màu đen. Ở đây thì còn có một chiếc xe huynh đệ với i3, i10, đó là chính là i30. Bác nào thích đi xe i10 mà hành lý form dáng nó bé quá thì các bác đi i30 cho em đi ạ. Lội tộc đây ạ. Lội tộc của chiếc xe i10 là i30 nhá. Đời 2009, được sản xuất năm 2009 này. Em này số tự động nhập khẩu, bản crown cao cấp full kịch. Cửa lóc, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này. Đèn bi xin nhan trên gương đầy đủ rồi. i10 bản crown cao cấp full kịch 308 triệu, còn 300 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Anh Thanh Nam ơi, thay vì đi những chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm thấp, sao anh không thử mà lựa chọn một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao? Ví dụ như chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao biển thủ đô Hà Nội, một chủ của em Hương, là một chiếc xe Kia Sportage này, 466 triệu bản limited máy xăng, phiên bản giới hạn đây, xe rất là đẹp luôn. Chào bác Vũ Quang Huy, chào bác Thu Sang Anh, chào bác Vương Văn Kính. 50 khách hàng của em Hương ơi, mỗi bác chỉ cần cho em xin một lượt chia sẻ thôi là em sẽ đẩy được phát lên 100 khách hàng. Là 100 khách hàng dù các bác có giả giá như nào em cũng đồng ý cho mình luôn, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Một chiếc xe Corona Antis nồi đồng cối đá, cũng là biển Hải 30 Hải Dương, à 34 Hải Dương của em này. 966, 395 triệu, đời 2010 Corona Antis, số tự động đẹp nhá. Em này trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ còn 385 triệu thôi. Bớt luôn 10 triệu cho khách hàng nhà mình đang quan tâm về chiếc xe Corona Antis của em Hương. Chào bác Dương Thúy Yến. Ồ ôi cái body của bác em nhìn yêu quá cơ. Nhìn cái body của bác em là lũ em còn yêu cơ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Ford Mondeo đời 2005. Chiếc xe Ford Mondeo form dáng cán bộ cấp cao này em Hương đang chào bán với giá là 158 triệu, chuẩn xe cán bộ phó giám đốc luôn. Xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, rèm chắn mưa tự động auto, ấn nút thôi là kéo rèm lên ngay. 185 triệu, số tự động đẹp, biển 99 này, ghế lái ghế điện chỉnh phụ nhá, xịn sò luôn. Một chiếc xe phân khúc hạng D của em Hương, máy số zin, zin hết toàn xe, ghế da zin nên theo 5 tháng, dù nó cũng như là phụ nữ thôi, theo 5 tháng thì nó hơi nhăn nhau một chút nhưng vẫn là ghế da zin, không cái gì bằng zin các bác ạ. Ghế lái ghế phụ chỉnh điện 185 triệu ạ. Em gái nhiều năng lượng rồi, lúc nào cũng vào ngân lượng nữa cơ. Anh ơi, sáng nay lại còn có 3 khách cọc tiền, 2 khách phun tiền cơ, tức là sáng nay em Hương lại làm 5 xe rồi. Các bác bảo là ăn ít thôi thì em sẽ ăn ít, ăn miếng mỏng thôi là các bác yêu thương. Thanh Hóa, Lạng Sơn, Bắc Linh, Quảng Linh là ra luôn tục bên em Hương. Sáng nay lại chốt một chiếc xe ghét nhập khẩu rồi. Ghét nhập khẩu đời 2010, 158 triệu, bớt luôn còn 150, bao rút hồ sơ cho một bác về Quảng Linh rồi. Ghét về Quảng Linh, ghét biển thủ đô Hà Nội nhưng lại lấy chồng về Quảng Linh rồi anh ạ. Chào bác Tùng... Chào bác Trung Tùng, em gửi cái tên không khó đọc quá, em xin phép bỏ qua nhé bác nhé. Chào bác Bin Hải Dương là Bin HD. Ở đây em Hương còn có một chiếc Chevrolet Avell đời 2017, số sàn nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán là 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Avell của em Hương đây ạ. Động cơ trang bị 1.4 số sàn đời 2017 các bác nhé. Chào bác Ngô Đức Mạnh. Chào bác Mỹ Hạnh Phạm. Bác Mỹ Hạnh Phạm này xinh gái quá, body đẹp lại còn đi BMW hay sao này. Dù là mắt em nhìn qua logo vẫn nhìn thấy bác đi xe BMW mua trần rồi. Quá là xinh gái lại còn giàu nữa. Một chiếc xe Kia Cerato đây ạ, biển 30 Hà Nội. Kia Cerato đời 2017, em Hương đang bán là 488 triệu. Nước sơn màu trắng đẹp, cảm biến va chạm trước và sau là 10 mắt này. Các bác nào thanh niên, các bác nhìn Kia Cerato các bác yêu lắm luôn. Một dàn lốp mới dày dặn xin nhan trên gương. Phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này, cửa lóc đầy đủ cho em Hương.
488 triệu Kia Cerato nước sơn màu trắng đẹp, màn hình Android cỡ lớn, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm, nghe gọi, có ga tay tự động cruise control này, và có luôn cả hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, ghế da thông hơi thoát khí này, cửa lóc đầy đủ, trần lỉ nguyên zin. Số tự động đẹp tắt bật cảm biến với 10 cảm biến quanh xe, 488 triệu Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp của em Hương. Phanh ABS na răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh các bác nhé, cả 4 bánh đều là phanh ABS luôn. Chào bác Thoa Vũ, chào bác Trần Tuấn, em chào bác Phương Minh, chào bác Lê Cao Dương. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận dưới bài live stream của em. Thả tim, thả like và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Xe bên em chỉ từ 75 triệu cho đến gần 1 tỷ. Trên 1 tỷ em cũng có, nhưng trên 1 tỷ thì không có nhiều sự lựa chọn, thì em không làm về quá là nhiều cái dòng xe 1 tỷ. Thay vì làm những dòng xe trên 1 tỷ đấy thì em sẽ làm những dòng xe như i10, Kia Morning, để có thể phục vụ được rất là nhiều quý bà con, cô bác, kể cả các bác nông dân, hộ cận nghèo cũng có thể mua được xe của em Hương. Chào anh Trần Thanh Sơn này, một gia đình hạnh phúc với hai anh con nhỏ và vợ xinh xắn đúng không anh? Cảm ơn anh đã xem buổi báo giá live stream của em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Cruze nước sơn màu đen đẹp, Chevrolet Cruze biển 99 nước sơn màu đen đẹp, 245 triệu. Em có màu trắng này và màu đen các bác nhé. Màu trắng của em quay rồi, em này là màu đen này. Đời 2011 em có Chevrolet Cruze 245 triệu. Em chào anh Quỳnh Trọc, em nhìn thấy anh là dù mới xem live stream thì em nhớ luôn, tên rất là ấn tượng luôn. Mazda 3 đời 2009 nước sơn là màu hơi lâu lâu, không phải màu đen, không phải màu xanh, màu lâu đi. Mazda 3 với nước sơn màu lâu đẹp, đời 2009 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 310 triệu đồng. Em này cửa lóc này, màn hình VTEC phải đến 11-12 inch, rất là to. Số tự động đẹp có Mazda 3, 310 triệu đồng máy số này, ghế da cao cấp luôn. 310 triệu đồng cho chiếc Mazda 3 full cửa lóc cho em Hương. Phanh ABS đầy đủ cho em các bác nhé. Mazda 3 nước sơn màu lâu đẹp có rồi. Chevrolet Cruze 245 triệu. Bên cạnh Chevrolet Cruze thì em còn có một dàn những em chân dài nữa đây. Đây là một chiếc xe Tucson máy xăng. Em này là xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, đời 2011, số tự động 2 cầu. Và em này là máy xăng nhé. Máy xăng nên là giá chỉ có 450 triệu thôi. Đời 2011 các bác ạ. 2 cầu nhập khẩu 450 triệu, số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội, xin nhan trên gương cửa sổ toàn cảnh cho em Tucson của em Hương. Các bác thấy rằng 5 chỗ gầm cao được rất là nhiều khách hàng tin dùng và quan tâm. Đơn giản là vì sao? Xe đi form dáng gầm nó cao, nhìn nó thoáng mắt, đi nó cũng sướng các bác ạ. Chào bác Lê Hòa, chào bác Phạm Định. Tucson gầm cao đây các bác ơi, 450 triệu thôi, đề lỗ thông minh, điều hòa thì auto nhá. Màn hình to xịn sò, túi khí an toàn, cửa sổ toàn cảnh full HD không che một tí nào luôn. Tucson gầm cao 450 triệu máy xăng Tucson này. Một em Tucson nữa xem này, biển đâu nào. Em này cũng là biển Hà Nội này. Có thể nói cho các bác Hà Nội đi xe gầm cao rất là nhiều. Một em Tucson gầm cao, một em EcoSport gầm cao nữa đây. Ford EcoSport bản Titanium cao cấp biển thủ đô Hà Nội, 5 chỗ ngồi gầm cao, cũng cửa sổ đầy đủ cho em rồi. 425 triệu cho chiếc xe Tucson gầm cao của em Hương. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng thì em này chỉ có túi khí an toàn thôi, và có 2-3 cái phím bấm rồi, cũng tổ hợp phím bấm trên vô lăng nhé. 425 triệu cho chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp này. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương, 5 chỗ ngồi gầm cao. Hiện tại em Hương đang có 4-5 sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình. Tài chính chỉ 500 triệu quay đầu thôi là đã có thể đi xe 5 chỗ ngồi gầm cao rồi. Quá là cao ráo thoáng mát. Đúng rồi anh Bùi Tuấn ạ, bản thân em là nữ nhưng với chiều cao gần 1m7 như em vẫn thích đi gầm cao hơn. Đi gầm cao hơn, thoáng, tầm nhìn ngồi trên xe nó mắt nó thoáng luôn. Chào anh Nguyễn Kiên, chào anh Trương Nguyễn này. Chào chúc em gái tháng mới bán được nhiều xe hơn tháng trước nha. Tháng trước thì em tổng kết rồi, hôm qua em tổng kết tháng trước là em được 78 chiếc xe. Cảm ơn rất là nhiều khách hàng đã quan tâm bên em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé, 78 chiếc xe. Thì từ hôm mùng 1 đến giờ hôm nay mới tính là lịch dương. Thì sáng nay em đã nhận cọc 3 chiếc và full tiền 2 chiếc là 5 chiếc rồi. Dự định một tháng mới là sẽ được nhiều khách hàng tin tưởng và quan tâm hơn này.
Chào bác Giang Nguyễn này. Bên đây 7 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe Kia Carren biển 38 nhá. Lên đèn bi salon có đèn gầm rồi. Em Kia Carren này số tự động đẹp 7 chỗ ngồi. Mới cho đi spa về xinh xắn gọn gàng rồi. Làm nước làm mát thay ắc quy các kiểu rồi. Các bác về chỉ việc đi thôi. Kia Carren đời 2010 số tự động 7 chỗ ngồi 270 triệu nước sơn màu vàng cát đẹp. Em này 2.0 cũng chỉ bằng em Innova số sàn 2.0 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu vừa vừa thôi. Em này còn có cả cửa lóc. Các bác nhìn ghế ra bên trong này căng mọng luôn. Căng mọng luôn các bác nhé. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng túi khí an toàn. 270 triệu cho chiếc xe Kia Carren của em Hương. Chào bác Thạch Thất Tha. À Thạch Thật Thà. Chào anh Thật Thật Thà nhé. Có một cô bạn gái chân rất là dài luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10, Hyundai i10 cập nhật luôn tục các bác ạ. Vì sao? Máy số ngon, form dáng nhỏ xinh, ăn ít xăng. 33.000 một lít xăng thì i10 nó là vua rồi, nó là ông hoàng rồi. Một tháng bọn em cung ứng ra bên ngoài thị trường phải rơi vào trên 30 đầu xe i10. Thì các bác phải biết rằng sốt xe i10 như thế nào đúng không ạ? Một chiếc xe i10 đời 2017 nhá, đời rất là cao. Em này là số sàn, nhưng mà là bản đồ này. I10 số sàn bản đủ đời 2017. Em Hương đang bán là 285 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, 285 triệu ghế da cao cấp luôn, gương kính auto tự động, một dàn lốp dày dặn luôn. La răng cực đẹp các bác nhá. I10 285 triệu bản đủ có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Chào bác Nguyễn Ngọc Tú, chào bác Nguyễn Hồng, chào bác Ngô Thừa Ân. Ôi ôi, tên bác quá là Trung Quốc luôn, nghe rất là Tây luôn. 285 triệu cho chiếc xe i10 đời 2017 của em Hương các bác ạ. Bản đủ nhá, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Và đối với i10 sẽ cung ứng đầy đủ cho mình một combo cam hành trình, cam lùi, cảm biến và màn hình giải trí đầy đủ thông minh nhá, đầy đủ hết rồi. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động em còn có một chiếc xe Captiva. Lước sơn màu bạc đẹp, 7 chỗ ngồi gầm cao, cao quá phải có kệ bước chân lên xuống này. Giá để đồ cho nhà mình đi du lịch này. Đèn là đèn bi, máy số cực ngon luôn. Xin nhan trên gương, 228 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao Captiva của em Hương. Chiếc xe trang bị một cái màn hình giải trí, nó cũng phải gọi là cháu của bà Tân Vlog luôn. Siêu to khổng lồ. Em này phải rơi vào 30 inch chắc, cái màn hình phải 30 inch các bác ạ. Điều hòa auto cho em rồi. Captiva số tự động 228 triệu 7 chỗ ngồi. Ghế da căng mọng, máy số thì ngon. 7 chỗ ngồi gầm cao, cao dàn mát máy đây ạ. Điều hòa các vùng ngồi ghế nào cũng có điều hòa luôn, không sợ bị nóng đâu. Chào anh Nguyễn Sùng, chào anh Đặng Hùng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận phía dưới cho em. Số hotline của em 0354602790. Chào bác Hoàng Bùi nhé. Ở đây thì em còn có Kia Cerato Coupe. Em này là đăng ký 4 chỗ ngồi nhưng làm chỉ có 2 cánh cửa thôi. Có thể nói là ông thiết kế hơi thì tiết kiệm cánh cửa. Để phù hợp với những cái bác nào mà thích thể thao thì em có Kia Cerato Coupe này. Lên đèn bi salon, đèn gầm có rồi. La răng hoa mai dạng mới, gương kính auto tự động. Cửa lóc đầy đủ cho em. 335 triệu có Kia Cerato Coupe các bác nhé. Đời 2009 nhập khẩu, 4 chỗ ngồi. Động cơ trang bị là 1.6 đây ạ. Kia Cerato Coupe. Form dáng chuẩn thanh niên luôn. Lên la răng hoa mai dạng mới rồi. 335 triệu. Còn ở đây như bác nào mà quan tâm về chiếc xe Kia Rio nhập Hàn của em thì em còn có số tự động này. Một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn số tự động, zin full đồ chơi luôn nhá. Đã là zin là máy số zin, thân vỏ zin đẹp luôn. Biển 23 có Kia Rio đi. 390 triệu số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Rio của em Hương. Nhập Hàn nguyên chiếc ạ. Đèn bi salon giải đèn led có rồi, số tự động đẹp. 390 triệu nhá. Còn những bác nào mà chỉ có hơn 200 triệu vẫn muốn đi xe số tự động thì em có Kia Morning biển Hà Nội, số tự động đẹp đời 2011, em đang bán là 225 triệu. Lên la răng hoa mai dạng mới, xin nhan trên gương.
Em đã lên video chi tiết về em này rồi. Các bác vào bài của em xem chi tiết đi. 225 triệu lại còn số tự động, máy số zin nhập khẩu ngon lành luôn. Vợ chồng mới cưới hay những cái bác nào mà muốn mua cho ông nhà mình hay bố mình đi để tránh mưa tránh nắng đưa đón cháu thì ok lắm ạ. 225 triệu thôi. Chào bác Nguyễn Minh Trọng, chào bác Lò Văn Bành, chào bác Nguyễn Đức này, chào bác Thủy Vũ nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Chào bác Dư Hoàng, cứ lên 100 khách hàng cho em đi các bác. Lên càng nhiều khách hàng xem thì giá lại càng yêu. Vì sao? Vì bán được nhiều sẽ lại bớt nhiều mà đúng không ạ? Một chiếc xe Vios đời 2009 208 triệu. Rồi đọc cái lẻ líu cả lưỡi luôn. 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios của em Hương bản E xịn. Bản E xịn nhá. 208 triệu còn 200 triệu tròn Vios màu đen đẹp đây ạ. Bên sâu bên trong đây em còn có Captiva số sàn nữa. Em kia biển 88, em này biển 98 này. Captiva số sàn 2007, số sàn 215 triệu. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ hết rồi. Chào bác Hải Tùng này. Bên đây còn có một em CDX nữa này. Nhập khẩu số tự động, cửa lóc đề lổ thông minh mà giá rẻ chỉ có CDX thôi. CDX đời 2009 số tự động em Hương đang bán là 248 triệu. Chia sẻ cho em Hương để được đến cửa hàng em uống rượu với em Hương. Đúng rồi anh Tấn ạ. Chia sẻ cho em là đến uống rượu. Mua xe em còn tặng cho 60 lít rượu mang về cơ mà. Đấy, mua xe xong về liên hoan cả nhà uống rượu của Hải Dương có mà say luôn. Hải Dương là rượu đỉnh luôn anh nhé. Toàn rượu lấu thôi, không phải rượu như bây giờ các bác uống ở đâu rượu thuốc đau đầu đâu. Rượu nhà em vẫn là gạo quê đỉnh lắm. Ở đây thì em còn có một chiếc Galaxy thể thao hai cánh cửa nữa đây. Galaxy đời 2009 nhập khẩu nhá, nhập hàn ạ. Độ bộ on off rồi, số tự động đẹp, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng 445 triệu. Lên đèn bi, đèn gầm đầy đủ nhá, la răng phanh ABS đầy đủ, hỗ trợ chống trơn trượt nữa luôn. Galaxy đây ạ, 4 chỗ ngồi nhưng mà chỉ có 2 cánh cửa thôi. Chắc các bác ấy thiết kế tiết kiệm. Chỉ có 2 cánh cửa thôi nhưng mà gương kính không viền các bác nhìn này, rất là xinh luôn. Xinh cực kỳ luôn. Số tự động đẹp, lên màn hình giải trí rồi. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, có ga tay tự động 445 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe số tự động đẹp. 2 cánh cửa độ bộ on off rồi. Chắc là những bác nào mà chưa lấy được vợ thì phải đi Galaxy của em Hương rồi. Tán phát gái là yêu luôn. Chào anh Phạm Tuấn Điệp, chào anh Tư Phạm này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Mazda 2 biển Hà Nội, nước sơn màu xanh mực cửu long. Mazda 2 số tự động đời 2012, em Hương đang bán là 298 triệu. À đâu? Đúng rồi ạ, 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2. Nước sơn màu xanh đẹp, cảm ơn anh. Chào anh Nguyễn Cường nè, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Bác nào mà đang quan tâm về 7 chỗ ngồi mà nước sơn màu trắng đẹp, số tự động, lại còn máy dầu, thì em Hương có nhé. Kia Zondo máy dầu, biển 37, nước sơn màu trắng đẹp. Biển 37 các bác ạ, đèn bi salon có giải đèn nét rồi. La răng này, 5 chấu nhé, phanh ABS, 468 triệu đời 2014, gương kính là auto tự động luôn. 7 chỗ ngồi máy dầu, em có Kia Zondo này, form dáng đẹp, ngang ngửa với Xpander luôn. Các bác cứ đi tìm Xpander mà bây giờ đang sốt quá, sao không đi máy dầu của em Hương đi. Máy số thì cực ngon, form dáng cũng xinh luôn. Lên đèn bi hết rồi, Kia Zondo 468 triệu. Còn nếu như về bán tải Ford Ranger thì em có này, Ford Ranger đời 2013, em này cũng là máy dầu. Và giá thì là em út nhất đây, 395 triệu đời 2013 có bán tải Ford Ranger. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, máy số ngon, một dàn lốp gọi là khủng long luôn. Em này thì chưa lên thùng các bác nhé, 395 triệu. Chào bác Tuyên Quang, chào bác Đặng Tuấn này. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. i10 bản hatchback thì em nhiều rồi, nhưng i10 bản sedan thì chỉ có 2 chiếc thôi. Ở đây em Hương có một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu đời 2016 bản 1.2, em này bản đủ đây. i10 bản đủ đời 2016 285 triệu. Bản sedan 2 đầu đẹp, màn hình giải trí đề lổ thông minh, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ rồi nhá.
285 triệu đời 2016 i10 bản sedan 2 đầu. Ui dồi ôi, nhiều xe qua nói mãi không hết. Chào anh Đặng Tuấn ạ, à, bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Mazda 3. Em này là form dáng mới rồi, Mazda 3. Bản này có phanh tay điện tử rồi các bác nhé. Phanh tay điện tử và hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao này. Mazda 3 đời 2017, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 555 triệu. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng rồi. Tổ hợp phím bấm và khẩu lệnh trên vô lăng. Có luôn màn hình nhé. Em này thì có phanh tay điện tử rồi các bác ạ. 555 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp, phù hợp với phong thủy bác nào. Và phù hợp với sở thích của bác nào phải yêu màu lối nhá. Như em Hương là cứ màu đỏ là em thích rồi. Đèn bi salon có dài đèn nét rồi. 555 triệu. Còn bên đây thì em còn có hai em chân dài nữa đây. Hai em này là máy dầu 160 triệu, máy dầu 7 chỗ ngồi. 140 triệu máy dầu 7 chỗ ngồi nữa đây. Đều là dòng Isuzu máy dầu đây ạ. 7 chỗ ngồi số tự động. Em còn có một chiếc Mazda Fremacy đời 2003, số tự động biển Hà Nội 4 số 1 chủ từ mới này. 162 triệu có Mazda Fremacy nhá. Bên đây thì em còn có Morning này. Một chiếc xe Kia Morning đời 2016 với nước sơn màu vàng. 215 triệu động cơ trang bị 1.25. Lên la răng đẹp hết rồi. Màu vàng này là màu vàng zin luôn các bác nhé. 215 triệu đời 2016. 215 triệu đời 2016 cho chiếc xe Morning này. Lại là màu xanh các bác nhé. Màu xanh em Hương cũng có này. Màu xanh Kia Morning đây ạ. Chào bác Nguyễn Giới, chào 50 khách hàng của em Hương. Bên đây thì em mới về thêm một chiếc xe i10 biển 36, nước sơn màu trắng đẹp đây. i10 đời 2018, bản này lắp ráp trong nước rồi. Động cơ trang bị 1.2, 275 triệu vừa mới về đây. Form dáng hatchback đề, em này thì chưa có đề lổ nhưng có màn hình giải trí rồi. i10 nhá, lên bộ la răng rất là đẹp rồi, phanh đầy đủ cho em rồi. 275 triệu đời 2018, bản lắp ráp trong nước, có i10 màu trắng biển 36 này. Quay rõ cả biển nhá. Vừa mới uống rượu vừa có người đẹp mà máy quay của em Hương đã say mất rồi. Máy của em bị xoay rồi anh. Chắc là em nói nhiều quá rồi, chắc là nói lốt mấy chiếc là em cũng thôi. Bên đây thì em còn một chiếc xe i10 nữa đây. Đời 2016, em này cũng là bản sedan 2 đầu nhưng em này là bản thiếu nhá. Em 200 mấy kia là em đấy là bản đủ, 285 là bản đủ, em này là bản thiếu này. i10 bản thiếu sedan 2 đầu biển 34. 2016 em Hương đang bán là 248 triệu. Động cơ trang bị 1.2 này. Chào gì Choan Lê này. Con chào gì nhá. Bên đây em có Santa Fe đây. Ai rồi ôi, với bác nào hỏi Santa Fe này mà không có nhỉ. Xin lỗi các bác là em hơi đơ đơ một tí. Santa Fe em có Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002. Đăng ký lăn bánh là 2007 nhá. 7 chỗ ngồi số tự động Santa Fe 225 triệu. Rõ ràng lúc đầu livestream mới vào các bác hỏi rất là nhiều Santa Fe thì lại bảo là em không có Santa Fe. Santa Fe bản Gold máy dầu đây ạ. Giá cực mềm luôn. 225 triệu. Ủa, còn nhiều xe lắm các bác nhá. Còn rất là nhiều xe luôn. Xe mẹc em cũng rất là nhiều này. Vios màu trắng đẹp cũng có 210 triệu thôi. Chevrolet Cruze số tự động cũng chỉ có 268 triệu thôi. Chào bác Đào Trọng Thoa này. Cruze số tự động đời 2011, số tự động đẹp đây, biển 34, 268 triệu. Vios màu đen rất là nhiều nhưng Vios màu trắng em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. 210 triệu đồng đời 2011. Bao giờ anh? Vios màu đen đây, giá rẻ đây ạ. Vios giá rẻ 169 triệu, biển 38, nước sơn màu đen đẹp. Đầy đủ option rồi. Xin nhan trên gương, đề lỗ thông minh và màn hình giải trí này. Phân khúc hạng D còn có cả Solata. Hyundai Solata đời 2009, 288 triệu. Bên đây Accent thì em có đời 2019 nhá. Accent siêu lướt đời 2019, nước sơn màu bạc đẹp, biển 89, 385 triệu cho chiếc xe Accent của em Hương. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Fortuner, Celato, Tucson, Kia Sportage đầy đủ rồi. Từ Innova tư nhân gia đình một chủ, máy số zin em cũng có rất là nhiều. Innova em còn về thêm được một chiếc xe
màu vàng cát đời 2007 nữa. Một chút nữa thì em sẽ lên sóng nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo cho em Hương 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác cứ đến đây, đến bắt thình lình thôi, không cần phải hẹn trước, để các bác có thể xem được chất lượng xe. Khi các bác vào, các bác chỉ cần nói password lên, password để mua được xe đẹp, giá đẹp, thì các bác cứ bảo là anh là bạn của Lê Hương hay là chị của Lê Hương là các bác sẽ mua được giá đẹp thôi. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Hương. Những bác nào quan tâm thì cứ kết nối Zalo cho em nhé. Còn bây giờ có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Em chào bác Nguyễn Phát, chào bác Kim Phượng, chào bác Trần Tuấn Anh. Em sẽ được dừng buổi livestream đây. 11:30 ngày mai thì em Hương sẽ lại lên sóng về một mẫu báo giá, về một buổi báo giá bên em với rất là nhiều đầu xe nhé. Còn bây giờ em đã nói hơi một tiếng rồi, xin phép khách hàng nhà mình cho em đi dùng bữa đây. Ngày mai là thứ bảy chủ nhật rồi, cũng là cuối tuần rồi. Chúc khách hàng nhà mình có một tuần làm việc năng lượng xong rồi thì cũng có một tuần ngày nghỉ nhé, hiệu quả và ấm áp vui vẻ bên gia đình nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên bắt gút mà khi mua xe đẹp bên em Hương, chỉ cần nói là anh là bạn hay là chị của Lê Hương thôi là giá bao giờ cũng ok ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. 11:30 các ngày em sẽ lên sóng báo giá trực tiếp lên các bác, sẽ rất mong rằng các bác sẽ vào ủng hộ cho em. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh của em Hương nhé. Khi mà em update lên các bác có tầm tiền kinh tế nào và muốn mua xe nào thì bên em Hương sẽ đầy đủ cho mình. Chào bác An Bùi nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.